Xin chào tất cả mọi người, mình là Hồng Ánh đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với mỗi tuần hai cuốn sách. Trước khi mà mình giới thiệu về cuốn sách ngày hôm nay thì có lẽ mình sẽ nói hơi lan man một chút về bản thân mình nhé, khoảng hơn một phút thôi. Tất nhiên thì đây không phải là cái phong cách làm việc của mình chưa bao giờ gọi là muốn chia sẻ với ai về bản thân mình cả, bởi vì mình nghĩ rằng mỗi người thì đều có cái cuộc sống riêng của họ. Và hôm nay thì sẽ ngoại lệ, thú thật thì khoảng thời gian này mình rất là áp lực. Cái giai đoạn mà mình suy nghĩ, mình hành động một cách háo thắng thì nó đã đi qua rồi. Và hiện tại mình cảm thấy cái bản thân của mình nó điềm tĩnh lại hơn. Thay vì mình muốn nói thì mình lại muốn lắng nghe nhiều hơn. Và mình cũng không còn nhỏ để mà có thể dựa dẫm vào bố mẹ và anh chị mình nữa. Nhưng mà mình cũng chưa có quá nhiều kiến thức, chưa có nhiều trải nghiệm. Và đặc biệt là mình cũng chưa thật sự tự hiểu chính bản thân của mình. Không có ai áp đặt mình hay là tạo áp lực cho mình cả. Nhưng mà tới cái giờ phút này khi mà sắp ra trường rồi thì tự bản thân mình phải ý thức nhiều hơn cho chính cái sự nghiệp của mình. Phải nói là tự mình tự áp lực một cách khủng khiếp luôn. Ngày trước mình có xem được một cái video của một giáo sư tâm lý, một nhà tâm lý học lâm sàng rất là nổi tiếng. Mình không nhớ rõ từng câu, từng chữ, nhưng mà cái buổi chia sẻ hôm đó thì có một khán giả hỏi ông là làm sao để giúp một người thoát ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực của họ. Thì giáo sư đó mới trả lời rằng sẽ chẳng có cách nào cả. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể giúp được ai nếu chính bản thân họ còn không muốn tự đứng lên và thoát ra khỏi cái hố đen cuộc đời của họ. Mình cảm thấy rất là đúng. Từ nhỏ cho tới giờ thì mình rất ít chia sẻ cảm xúc của bản thân mình, và đặc biệt là mình không muốn sự giúp đỡ của ai cả. Nếu nói mình nợ ân tình, nợ tiền bạc của ai thì chắc chỉ có nợ duy nhất bố mẹ mình và anh chị ruột của mình thôi. Và cũng vì vậy thì mình luôn muốn tự giải quyết các cái vấn đề của mình. Bố mẹ mình thì lại khá là tôn trọng các cái quyết định của mình nữa, nên là hầu như tất cả mọi thứ đều do mình tự quyết và chủ động xử lý các cái vấn đề cũng như hậu quả mà bản thân mình đã gây ra. Ok, và đó là câu chuyện của mình. Mình không biết cụ thể là có bạn nào giống như mình không, nhưng mà mình biết chắc chắn là sẽ có. Nhưng mà mình là một người rất là tin tưởng vào bản thân. Mình biết khả năng của mình đến đâu và mình có thể làm được những gì. Cái mà mình phát điên lên đó chính là cái cảm xúc của bản thân mình. Nhiều khi mình chỉ muốn sống như một con robot cho rồi, để mà vứt bỏ luôn cái cảm xúc, cái suy nghĩ vớ vẩn đi. Nhưng mà mình không thể sống như robot được. Thế là mình đã, đang và sẽ đi tìm kiếm những cái phương pháp tiếp cận một cách khoa học hơn để làm chủ chính cái cuộc đời của mình. Và cái phương pháp đó nằm trong cuốn sách ngày hôm nay. Đó là cuốn Não bộ kể gì về bạn của tác giả là một nhà khoa học thần kinh người Mỹ. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Đây là cuốn sách về khoa học thần kinh, nhưng mà cách tác giả dẫn dắt và đưa vào những cái thứ rất là cao siêu mà tưởng chừng với một cái người bình thường không có kiến thức chuyên môn gì như mình thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội hiểu được. Thì nay nó lại trở nên rất là dễ hiểu, và bất cứ ai đang hoài nghi về con người của mình, hay cụ thể hơn là chính cái bộ não của mình, thì đều có thể đọc cuốn sách này. Chúng ta sẽ biết mình là ai, chúng ta đưa ra quyết định như thế nào, cuộc sống của chúng ta được điều khiển như thế nào, chúng ta đang hướng tới đâu trong cái vai trò của một loài chỉ mới bắt đầu nắm giữ dây cương cuộc đời của mình. Nội dung giống như là đang đọc các cái bàn luận về khoa học thần kinh, nhưng mà lại rất là dễ đọc và thú vị. Có 6 phần chính, đó là tôi là ai, thực tại là gì, ai là người điều khiển, chúng ta quyết định như thế nào, tôi có cần bạn, và phần cuối là chúng ta sẽ là ai. Khi mà trí tưởng tượng, các cái quyết định, ước mơ và đời sống tỉnh thức của con người được tạo dựng lên từ hàng tỷ tế bào đang hoạt động, cái việc mà hiểu biết sâu sắc hơn về bộ não là một điều cực kỳ quan trọng. Nó sẽ làm sáng tỏ tất cả mọi thứ, những thứ đã tạo nên một con người hoàn chỉnh từ nội tâm cho tới các mối quan hệ xã hội. Lịch sử và tương lai của loài người đã được tạc dựng lên từ mạng lưới phức tạp của bộ não, sự mênh mông hàng tỷ tế bào. Không giống như bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, chỉ cần một tổn thương rất nhỏ ở não cũng đã có thể hoàn toàn thay đổi một con người. Trong cuốn Sapiens, lịch sử loài người hôm trước mình giới thiệu cho các bạn thì cũng có phân tích về cái sự tự lập mạnh mẽ trong gen được lập trình sẵn của các cái loài động vật và sự yếu đuối của con người khi vừa mới sinh ra. Thì trong cuốn sách ngày hôm nay lại được tác giả phân tích sâu hơn và tỉ mỉ hơn nữa, cho chúng ta thấy được vẻ bề ngoài của các loài động vật khác tưởng chừng là lợi thế, nhưng hóa ra lại là biểu thị cho một giới hạn. Những trải nghiệm trong cuộc sống, những nơi bạn từng đến sẽ nói lên bạn là ai. Bởi vì bộ não sẽ không ngừng thay đổi và ghi chép lại những cái điều, những cái trải nghiệm đó. Bộ não sẽ tiếp tục và liên tục thay đổi cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ trở thành ai không phải bởi vì những phát triển trong não, mà là vì những thứ đã được gỡ bỏ từ khi vừa mới sinh ra cho tới thời niên thiếu, tuổi trưởng thành. Và trong suốt cái quá trình cuộc đời này thì cũng sẽ bị tác động bởi các cái thay đổi về bệnh lý. Khi mà mình đọc thì mình rất là ngưỡng mộ tác giả và những ai đang nghiên cứu, học tập về khoa học sức khỏe và thần kinh này. Giờ mình đã biết được rằng cứ 4 tháng một lần thì các tế bào máu lại được thay thế hoàn toàn. Các tế bào da thì sẽ được thay thế vài tuần một lần. Trong khoảng 7 năm thì các nguyên tử trong cơ thể sẽ được các nguyên tử khác thay thế hoàn toàn. Còn trí nhớ thì sẽ không thay đổi, nó sẽ cho chúng ta biết chúng ta là ai. Nhưng ký ức thì nó sẽ không bao giờ phong phú như mong đợi của chúng ta được đâu nhé.
Trí nhớ cũng sẽ có những sai sót và bị thao túng. Ví dụ như thí nghiệm cấy trí nhớ về một vụ đi lạc thời còn nhỏ vào con người, có ít nhất 1/4 những tình nguyện viên tham gia đã khẳng định rằng họ đã từng đi lạc, mặc dù điều đó chưa bao giờ xảy ra với họ. Và não bộ cũng sẽ bị phá hủy bởi các cái bệnh lý, nhưng nhận thức thì lại bị tàn phá bởi các yếu tố tâm lý như là cô đơn, lo lắng, căng thẳng hay là trầm cảm. Để duy trì nhận thức và cái sự minh mẫn của bản thân thì chỉ có cách là sống tích cực và có cái mục đích sống rõ ràng, duy trì sự bận rộn, chẳng hạn như là làm việc, học tập không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Các nhịp điệu chi tiết của hệ thống neuron thần kinh sẽ quyết định bạn là ai, dù bạn đang thức hay là bạn đang ngủ. Khi chúng ta ngủ thì não bộ vẫn sẽ hoạt động bình thường như ban ngày, chỉ khác ở chỗ đó là các neuron thần kinh này sẽ phối hợp với nhau theo một cái cách khác, một cái trạng thái nhịp nhàng và đồng bộ hơn. Thế giới bên ngoài não bộ thật ra chỉ có năng lượng và vật chất. Tất cả những gì mà chúng ta cảm nhận được như là mùi vị, âm thanh hay là màu sắc thì đều là một cái ảo tưởng mà não bộ xây dựng lên dựa trên đồng tiền chung của não, chính là tín hiệu điện hóa. Nói chung thì nó sẽ là việc chuyển đổi hóa giữa các năng lượng và vật chất sang thành trải nghiệm của cảm giác. Không giống như trên phim, trải nghiệm của một người bị mù lâu năm và sau này khi lấy lại được thị giác sẽ là một trải nghiệm cực kỳ khủng hoảng và cực kỳ khó khăn, bởi vì não sẽ không thể nào hiểu và cảm nhận được. Và lúc này thì họ cũng sẽ giống như là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, hoàn toàn không có ý thức và nhận biết được các cái vật thể. Chúng ta sẽ thấy được việc nhìn là một cái sự kết nối rất là phức tạp giữa các cái giác quan, không chỉ cần có đôi mắt mà còn cần có cả cái việc nghe hay là việc chạm vào để hiểu kết cấu của hình dạng và cả cái sự kỳ vọng của chúng ta nữa. Không những vậy, tác giả còn phân tích rằng bộ não còn có thể bóp méo được cái thời gian về thực tại ý thức của chúng ta. Tác giả sẽ phân tích để tìm câu trả lời cho câu hỏi rằng ai đang điều khiển con tàu cơ thể của mỗi chúng ta khi những cái hoạt động tưởng chừng đơn giản nhất, ví dụ như là việc chúng ta phản ứng, điều chúng ta tin, không tin, tình yêu, hoài bão, vân vân và vân vân đều được thực hiện nhờ những cái tính toán vĩ mô diễn ra bên dưới nhận thức có ý thức của chúng ta. Những câu hỏi nữa như là tại sao chúng ta có ý thức, có phải bộ não vô thức đang hoạt động hay không, hay là điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta mất đi ý thức và lạc lối vào trong trạng thái tự động quá lâu, và có phải chính do cái sự phức tạp của não bộ đã khiến cuộc sống của chúng ta bị tác động vượt xa cả khả năng nhận thức kiểm soát của chúng ta hay không. Chúng ta đưa ra quyết định như thế nào khi đứng trước giữa hai cái lựa chọn trở lên thì chúng ta thường sẽ hỏi bản thân những cái câu hỏi ví dụ như là phải làm gì, phải đi hướng nào, phải trả lời như thế nào, có nên đi hay không, có nên mua hay không. Khi mà não bộ là tập hợp của rất là nhiều những cái mạng lưới cạnh tranh, nói đơn giản thì não bộ là một cái bộ máy được xây dựng lên từ những cái xung đột. Mỗi nhóm thì đều có những cái mục tiêu và mong muốn riêng, khiến cho chúng ta đưa ra các cái quyết định hầu như nó sẽ không có nguyên tắc, lúc thì ích kỷ, lúc thì hào phóng, rồi lại bốc đồng, xong lại cẩn trọng. Tác giả phân tích rất là dễ hiểu về các trạng thái của cơ thể giúp cho chúng ta đưa ra quyết định, mối liên kết giữa quyết định và xã hội, cơ chế vô hình của việc đưa ra quyết định. Khi mà sức mạnh của ý chí là một cái nguồn lực có hạn, nó là thứ khiến cho chúng ta trở nên suy kiệt chứ không phải là thứ mà chúng ta cần phải rèn giũa. Tới phần tôi có cần bạn thì tác giả sẽ tiếp tục phân tích việc não bộ cần những gì từ chính chúng ta để nó có thể hoạt động một cách bình thường nhất. Ví dụ như là việc chúng ta hít thở này, ăn uống, tập thể dục thể thao, hay là cả cái việc mà chúng ta phụ thuộc vào mạng xã hội, vào cảm xúc của người khác cũng sẽ dẫn tới những cái cảm xúc của chúng ta như là nhị nhõm, chán nản, xấu hổ hay là phấn khích. Niềm vui và nỗi buồn đã được cảm nhận và được thể hiện ra như thế nào. Các cái hội chứng rối loạn phát triển thần kinh như là tự kỷ, cái việc mà cảm xúc bị thoái hóa đã dẫn tới các cái hành động làm hại người khác như là hội chứng E, hay là ở phần đầu thì có cả các cái bệnh liên quan tới mất trí nhớ ở người già đều được tác giả phân tích và chỉ ra các cái nguyên nhân và các cái mối liên quan. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ là ai? Sự phức tạp giữa hàng chục nghìn tỷ tế bào của bộ não nói riêng và cơ thể của chúng ta nói chung đã làm việc rất là nhịp nhàng với nhau, nhưng nó vẫn sẽ có những cái hạn chế về mặt cảm giác và cơ thể của chúng ta. Tác giả sẽ phân tích để tìm đáp án cho cái câu hỏi là những cái điều sẽ xảy ra khi mà não bộ có thể hiểu được các cái loại đầu vào mới và kiểm soát được các cái chi mới để mở rộng cái thực tại mà chúng ta đang sống, thời điểm mà sự phát triển của sinh học và công nghệ đã vượt qua cả những cái giới hạn của bộ não con người như ngày nay. Thì điều gì ở não bộ con người đã giúp thực hiện và tạo nên được một cái thế giới siêu kết nối như ngày hôm nay vậy? Chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai chính là tính dẻo của não, một khả năng điều chỉnh giúp cho con người thích nghi trong mọi hoàn cảnh sống, từ môi trường cho tới văn hóa và công nghệ. Mình đặc biệt ấn tượng với tác giả bởi dự án phát triển các thiết bị thay thế các giác quan của ông. Đây là một dự án rất là phức tạp và cũng rất là nhiều ý nghĩa. Mình rất là hy vọng tác giả sẽ sớm thành công. Cái việc mà bổ sung máy móc vào cơ thể đã thể hiện sự gắn kết với các cái thiết bị ngoại vi của con người, ví dụ như là việc thay thế các giác quan như là thính giác hay là thị giác giả,
qua đó thì cũng biết được não chúng ta nó hoàn toàn không hề quan tâm tới việc làm như thế nào để có được thông tin, làm gì nào miễn cho nó có thông tin là được. Và cái điều này thì sẽ mở ra một cái tương lai ngoại cảnh cho con người để có một cái cơ thể tốt hơn với các cái giác quan được tăng cường. Nhưng rào cản lớn nhất vẫn là một cái thực tế phũ phàng mà chúng ta sẽ phải đối mặt, đó là não bộ và cơ thể của chúng ta được tạo ra từ vật chất, chúng sẽ thoái hóa và chết đi. Nhưng khoa học thì lại không chấp nhận cái số phận này. Họ đang nghiên cứu rất là nhiều cách để có thể kéo dài sự sống cũng như đi tìm cách khôi phục lại sự sống cho những người đã mất. Kiểu sẽ rất là tiếc nuối, đáng tiếc nếu một người có bộ não xuất sắc, cực kỳ thông minh, cực kỳ tài giỏi và minh mẫn nhưng lại phải đón nhận cái chết chỉ bởi vì trái tim của họ ngừng đập. Và câu hỏi đặt ra là ý thức liệu có đòi hỏi vật chất hay không? Chúng ta có phải sao chép các cái cách thức vận hành kiểu sinh học truyền thống hay không? Với trí thông minh nhân tạo thì liệu máy tính có thể tự suy nghĩ với khả năng tự nhận thức hay không? Có phải chúng ta đang sống trong một thế giới mô phỏng hay không? Tất cả những cái điều này sẽ được tác giả phân tích rất là rõ ràng ở trong cuốn sách. Và chúng ta trở thành ai sẽ phụ thuộc vào chính bản thân của chúng ta. Với cái phân tích logic, nêu vấn đề và đặt câu hỏi liên tục và đưa ra các cái dẫn chứng khoa học dễ hiểu thì tác giả đã cho thấy tầm quan trọng của việc hiểu bản thân một cách khoa học. Qua cuốn sách này thì mình càng phải công nhận việc sống khoa học, làm việc một cách khoa học và tin vào khoa học là một điều cực kỳ quan trọng. Chỉ có sức mạnh của tri thức mới có thể cứu rỗi linh hồn và cuộc đời của chúng ta. Đừng đi tìm kiếm những thứ mơ hồ, hãy tập trung vào lo cho việc phát triển chính não bộ của mình. Càng học và càng đọc thì mình lại càng thấy bản thân nhỏ bé trước sự mênh mông của tri thức nhân loại. Ôi trời ơi, mình học bài đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nhé.